Bộ Tư pháp Mỹ cho biết cựu tổng thống Donald Trump đã bị truy tố về 37 tội danh sau khi ông cất giữ trái phép các hồ sơ tuyệt mật về chương trình hạt nhân và vũ khí cũng như kế hoạch quốc phòng của Mỹ sau khi rời Nhà Trắng hồi năm 2021. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, cựu tổng thống Donald Trump đã xử lý sai các tài liệu được phân loại bao gồm thông tin về chương trình hạt nhân bí mật của Mỹ và những lỗ hổng trong chiến lược quốc phòng của nước này trong trường hợp bị tấn công. Bộ trên nhận định việc cất giữ và tiết lộ trái phép các tài liệu mật này có thể gây rủi ro và nguy cơ đối với an ninh quốc gia, quan hệ đối ngoại và hoạt động thu thập thông tin tình báo của Mỹ. Dự kiến cựu tổng thống Donald Trump sẽ ra hầu tòa tại tòa án Miami vào ngày 13 tháng 6 tới. Theo các công tố viên, nếu bị kết án, ông Trump có thể sẽ phải đối mặt với mức án 20 năm tù giam. Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin thay mặt Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh thành lập Ủy ban Chính phủ khắc phục hậu quả lũ lụt do vỡ đập Kakhovka. Ủy ban trên do Phó Thủ tướng Maras Kuznulin đứng đầu, giới chức tỉnh khe son cho biết mặc dù nhiều khu định cư cùng nhà cửa vẫn đang ngập trong nước lũ Tuy nhiên mực nước đã bắt đầu rút xuống từ mức 5,38m xuống gần 5m tổng cộng đã có hơn 260.000 người dân đã đi sơ tán lực lượng cứu hộ vẫn gấp rút đi tới từng nhà để cung cấp nước sạch thực phẩm và tiếp tục tìm kiếm sơ tán người dân ước tính hệ thống nước sạch tại đây sẽ chưa thể sử dụng lại trong ít nhất từ 2 đến 3 tuần tới Lượng khí CO2 phát thải từ việc sử dụng năng lượng ở Liên minh châu Âu đã giảm 2,8% trong năm ngoái nhờ việc sử dụng khí đốt tự nhiên giảm, thông tin tích cực này vừa được cơ quan thống kê của EU đưa ra. Lượng khí CO2 phát thải của 27 quốc gia thành viên EU ở mức gần 2,4 tỷ tấn trong năm ngoái. Hà Lan, Luxembourg và Bỉ có mức giảm lớn nhất, trong đó Hà Lan dẫn đầu với mức giảm 12,8%. EU đang có những kế hoạch đầy tham vọng để trở thành một nền kinh tế trung hòa carbon vào năm 2050 với lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính bằng không. Lượng khí thải CO2 chiếm khoảng 75% tổng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính do con người tạo ra ở EU. thưa quý vị tình trạng nắng nóng cực đoan kéo dài đang đặt nhiều nước trên thế giới trước thách thức bảo đảm nguồn cung điện cho người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh đó phát triển các nguồn năng lượng tái tạo là một trong những giải pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ thiếu điện Bangladesh đang trải qua những ngày hè gây gắt nhất trong 50 năm qua, nhiệt độ có lúc lên hơn 40 độ C. Nắng nóng bao trùm kèm theo tình trạng cắt điện đang gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và công việc làm ăn của người dân. Nắng nóng làm chúng tôi ngột ngạt, thời tiết này khiến những người làm nghề lái xích lộ như tôi rất khổ. Chỉ trong ngày hôm nay đã có mẹ con gà chết do thời tiết quá nóng. Tình trạng thời tiết nắng nóng và mất điện như thế này khiến tôi không thể chập mắt nổi. Theo các chuyên gia, tình trạng cắt điện liên tục đang ngày một gây tổn hại nặng nề cho nền kinh tế của Bangladesh trong những tháng gần đây. Trong đó có lĩnh vực may mặc vốn chiếm hơn 80% kinh ngạch xuất khẩu của nước này. Đáng lo ngại tình trạng này có thể tiếp diễn. Bangladesh có thể phải đối mặt với việc cắt điện trong hai tuần nữa do tình trạng thiếu nhiên liệu dẫn đến việc đóng cửa một số nhà máy phát điện, trong đó có nhà máy nhiệt điện lớn nhất cả nước. Hiện nay, bảo đảm điện sinh hoạt cho người dân cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh không chỉ là thách thức của riêng Bangladesh mà còn với nhiều nước trên thế giới. Tại Venezuela, một số khu vực bị cắt điện hàng ngày do các nhà máy thiếu nhiên liệu sản xuất. Trong khi đó, Israel buộc phải cắt điện luân phiên nhằm bảo vệ an toàn cho các nhà máy điện và khôi phục dần nguồn cung cho người dân nguyên nhân dẫn đến tình trạng cắt điện tại nhiều nước chủ yếu do nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu tăng bất thường trong khi lượng nước tại các hệ thống sông hồ thủy điện suy kiệt làm ảnh hưởng nguồn cung. Để bảo đảm nguồn cung điện, nhiều quốc gia trên thế giới đang tích cực triển khai chiến dịch tiết kiệm điện, kêu gọi người dân mặc trang phục thoáng mát, dùng rèm chống nắng, giảm thời gian sử dụng máy điều hòa, một số nước chủ động cắt điện luân phiên hoặc giới hạn điện cho sản xuất để bảo đảm nguồn cung tuy nhiên theo các chuyên gia những giải pháp trên chỉ mang tính ngắn hạn vì vậy các nhà hoạch định chính sách cần đề ra các giải pháp dài hạn bởi hiện tượng nắng nóng cực đoan được dự đoán tiếp diễn với tần suất và mức độ cao hơn theo cơ quan năng lượng quốc tế iaea phát triển các nguồn năng lượng tái tạo hiện nay là chìa khóa quan trọng không chỉ giúp bảo đảm nguồn cung mà còn làm chậm quá trình nóng lên của trái đất một trong những nguyên nhân khiến nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao Quý vị đang theo dõi thế giới chuyển động và tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác. 75 công ty sản xuất 80% lượng thực phẩm của Pháp cam kết giảm giá thành của hàng trăm sản phẩm kể từ tháng 7 tới, những công ty không thực hiện giảm giá hàng hóa như cam kết sẽ bị xử phạt hoặc bị tăng thuế thu nhập. Lạm phát của Pháp trong tháng 5 vừa qua bất ngờ giảm xuống 6%, mức thấp nhất trong một năm qua, do giá năng lượng và lương thực chỉ tăng ở mức vừa phải. Tuy nhiên, giá thực phẩm trong tháng 5 vẫn tăng 14% sau so mức tăng kỷ lục gần 16% của tháng 3. Trong khi đó, lợi nhuận của ngành thực phẩm Pháp trong quý một năm nay tăng 15% so với quý trước. Tổng kinh phí ước tính để xây dựng thủ đô mới Nusantara của Indonesia trên đảo Borneo lên tới 32 tỷ đô la Mỹ. Trong đó chính phủ sẽ chỉ đầu tư 20% và phần còn lại là từ khu vực tư nhân. Indonesia bắt đầu xây dựng thủ đô mới từ giữa năm 2022. Giới chức Indonesia chủ trương tạo ra một thành phố xanh với điểm nhấn là rừng, công viên, sản xuất lương thực bằng cách sử dụng năng lượng tái tạo, quản lý chất thải thông minh và các tòa nhà xanh. Hiện Indonesia đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cơ quan hành chính quan trọng của thủ đô, bao gồm dinh tổng thống và các tòa nhà của các bộ chủ chốt với mục tiêu ít nhất 16.000 công chức quân đội và cảnh sát sẽ chuyển đến đây vào năm tới. Thủ đô mới sẽ nằm cách Jakarta 2.000 km về phía đông bắc. Sau khi chuyển thủ đô, Jakarta vẫn sẽ là trung tâm tài chính và thương mại của Indonesia. Tổng thống Colombia Gustavo Petro thông báo, bốn trẻ em người bản địa đã được tìm thấy còn sống sót sau 40 ngày bị lạc trong rừng nhiệt đới Amazon kể từ khi chiếc máy bay chở các em bị rơi vào ngày 1 tháng 5. Các em ở độ tuổi 13, 9, 4 và 1. Trước đó đội cứu hộ cùng với chó nghiệp vụ đã phát hiện những trái cây bị cắn dở mà lũ trẻ đã ăn để sống sót cũng như những lều tạm mà chúng dựng lên bằng cây rừng. 160 binh sĩ và nhiều nhóm người địa phương đã tham gia tìm kiếm các em trong những ngày qua. Quân đội cũng đã tìm thấy thi thể của ba người, gồm một phi công và những người họ hàng của các em tại địa điểm rơi máy bay. Nhằm phát triển hệ thống giao thông đô thị xanh và bền vững, từ ngày 8 tháng 6, chính quyền thủ đô Stockholm của Thụy Điển đã triển khai phà điện tự hành. Đây là thành phố đầu tiên trên thế giới thử nghiệm phương tiện giao thông này. phà MF Estin chạy bằng điện đã sẵn sàng chở khách trên các trạng ngắn giữa các đảo của thành phố Stockholm. Vẫn có một thuyền trưởng giám sát chiếc phà tự lái này nhưng không chạm vào bộ phận điều khiển. Tuy nhiên, công ty Tocantin, nhà vận hành phà MF Estin, đặt mục tiêu cuối cùng là đưa vào hoạt động chiếc phà hoàn toàn tự chủ, mà không cần có người giám sát trên phà. Phà MF được trang bị radar máy ảnh, hệ thống siêu âm và cảm biến laser tổng hợp dữ liệu để điều khiển hướng đi của phà. Nếu phà chuyển hướng hoặc gặp cano, hệ thống phát hiện nhanh chỉ trong chưa đầy một giây và cập nhật hành trình theo đó. MS Estin có chiều dài 10 mét, trị giá khoảng 1,6 triệu đô la Mỹ và có thể chở tối đa 30 hành khách. Mỗi vé lên phà có giá là 3 đô la. Các phà điện sẽ hoạt động liên tục trong 15 giờ mỗi ngày để phục vụ nhu cầu trải nghiệm và di chuyển của người dân cũng như du khách. Nhiều thành phố lớn trên thế giới đang đối mặt với vấn đề tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm không khí. Công nghệ tự lái là một phần giải pháp tốt cho cả khí hậu và con người. Đây là một cuộc cách mạng giao thông xanh ở Stockholm. Phà MS Estin nằm trong dự án hợp tác công tư được EU tài trợ một phần nhằm tạo ra những phương tiện giao thông bền vững trong đô thị và khuyến khích cộng đồng thực hiện lối sống xanh. Chuyến phà được kỳ vọng sẽ giúp khuyến khích người Thụy Điển đi bộ hoặc đi xe đạp đi làm thay vì ngồi trên ô tô. Nó cũng chứng minh công nghệ tự hành mở đường cho phương thức vận chuyển hàng hải bền vững và hiệu quả. Hiện nay, khoảng 90% đô thị nằm cạnh các tuyến đường thủy trên thế giới chưa khai thác các phương tiện giao thông chạy bằng năng lượng sạch. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc Thế giới chuyển động ngày hôm nay.